để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn nút đăng ký và bấm vào nút chuông để nhận video mới nhất. Hey, xin chào các bạn, trở lại với channel Trẻ Em Game. Đúng như tiêu đề, một câu hỏi làm thắc mắc rất rất nhiều kiện tướng. Các bạn còn nhớ ngày vị tướng Rob ra mắt, ý nhầm phải gọi là ra khỏi vòng quay kho báu. Chính xác là rất lâu rồi anh em ơi, một khoảng thời gian cực kỳ dài. Và trong tất cả chúng ta đều đang ngóng chờ điều gì, đó chính là một vị tướng khác vào kho báu. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, rất tiếc thông tin về bất kỳ vị tướng nào vào kho báu hiện tại, như bên gà rán cung cấp thì hiện tại là no hope, tức là chưa tí thông tin gì cả các bạn ạ. Và các bạn đều biết đấy, Richter, một trò điển hình cự phách nhất để mà vào kho báu, lại là vào sổ sứ mệnh. Các bạn sẽ nghĩ rằng vào kho báu gà rán sẽ có doanh thu nhiều hơn, nhưng sự thật chứng minh lại không phải như vậy. Lượng người tham gia và quay kho báu thực sự không đáng kể, họ đa phần là những người đợi bán đồng vàng và quân huy để mà mua. Và đương nhiên sổ sứ mệnh chính là cứu cánh cho bên Garena. Một sổ sứ mệnh các bạn sẽ bán ra đó chính là 175 quân huy cho trên đầu người đi. Nhưng mà một đá quý, ai sẵn sàng bỏ tiền ra mua? Họ chỉ quay free. Và các bạn có thể biết được rằng sau hai lần sổ sứ mệnh, họ trao rất nhiều vé quay đá quý. Sau các lần sinh nhật, bạn nhận được ít nhất gần 50 viên vé quay đá quý. Và đương nhiên cả các vé quay từ Ruby để mà mua vé quay, tỷ lệ xác suất ra đá quý cực kỳ cao. 100 đổ xuống, nếu mà ai quay bằng Ruby All In, đa phần có tỷ lệ gần như là 80% đều có đá quý rồi. Thành ra đá quý trở thành vật thực sự không quá hữu dụng và không quá được đánh giá cao từ nhà flank hiện tại. Đó chính là một phần lý do tại sao hiện tại chưa có bất kỳ vị tướng nào vào trong vòng quay kho báu để mà đổi bằng đá quý. Đó là lý giải sơ qua vì sao và hiện tại chưa có vị tướng vào đá quý. Như mọi khi, quy luật đó chính là cứ một vị tướng ra, một tuần sau đó lại có một vị tướng vào. Nhưng mà sự chứng minh hiện tại là chẳng thấy vị tướng nào vào cả. Nhớ anh em tăng thắc mắc đúng không nào? Và theo bản thân Ed ấy, có thể thôi nha, có thể sau này sẽ không có bất kỳ vị tướng nào vào đá quý, trừ khi các trường hợp điển hình, ví dụ nhỏ như sau. Trang phục thì không phải nói rồi, ví dụ như là thỏ siêu quậy hay mèo siêu quậy thì nó là một cái trang phục hữu hạn rồi. Hoặc là các bộ trang phục khác đặc biệt hơn thì có thể là vào vòng quay đá quý để lấy đá quý để đổi, ví dụ như là vai ô chẳng hạn, đúng không nào? Còn về các vị tướng thì theo Ed ạ, với theo số liệu thống kê từ một vị trí mà không thể tiết lộ được, đó chính là với lượng người chơi tham gia bỏ ra 175 quân huy, vị chi là 90.000 trên một người, mà liên quân là tần mấy triệu người chơi. Như vậy thì cái lượng quân huy, hay chúng ta gọi thẳng luôn là cái lượng tiền mà bên Garena nhận được thì hoàn toàn vượt trội mấy trăm mấy nghìn lần so với các viên đá quý mang lại. Không chỉ vậy, mà với việc cho các vị tướng vào vòng quay sổ sứ mệnh, vừa được lời lãi rất nhiều, lại đáp ứng được nhu cầu của anh em kiện tướng không có quá nhiều điều kiện, vừa làm hài lòng tất cả kiện tướng khi nhận thấy được rằng tựa game này đang ngày càng tâm lý hơn với các người chơi. Vậy thì lý do không vào đá quý thì cũng dễ lý giải thôi mà, đúng không nào các bạn ơi? Đá quý bây giờ nhan nhản, nhà nhà đá quý, người người đá quý. Ngay cả bản thân Ed, một cái nick chả bao giờ sử dụng đá quý, thì bây giờ đang còn dư một viên đá quý. Và kể cả cái thằng hàng xóm của Ed, nó chả bao giờ là nạp một đồng nào, ngay cả cái quà nạp đầu tiên nó cũng đã có đá quý để bàn đổi lấy cái bộ trang phục, đó chính là Ngộ Không Hỏa Nhãn Kim Tinh rồi. Đơn giản nó chỉ quay thường rồi sau đó là tham gia sự kiện và nhận vé quay thôi. Thành ra bây giờ gần như 80% các kiện tướng chơi game ít nhất là khoảng 5 tháng đổ về thì đều có một viên đá quý ở trong người rồi, nếu mà chưa đổi hoặc là đã đổi, kể cả dù bạn có nạp tiền hay không. Đó là lý giải vì sao mà hiện tại gà rán không còn quá ưa thích đưa tướng vào đá quý đâu. Trừ các trường hợp ví dụ như sau, Richter rất mạnh đúng không nào, có thể là sau sổ sứ mệnh thì bán được quân huy hoặc là vứt đá quý chẳng hạn, thì may ra mới có trường hợp đó xảy ra. Còn theo ý kiến của bản thân F thì có thể sau này sẽ không còn vị tướng nào vào đá quý, mà đó chỉ là nơi để dành cho trang phục mà thôi. Đó là ý kiến của F. Còn các bạn thì sao? Các bạn đừng quên để lại ý kiến của mình về vấn đề đá quý hay là trang phục và vòng quay nhé. Như tiêu đề mình muốn nói,
Rất nhiều bạn vướng ở cái mức đó chính là khi các bạn đạt may mắn 100 điểm ở đá quay kho báu. Nhưng mà tại sao quay suốt lại chẳng ra? Chỉ vậy hôm nay clip này sẽ lý giải cho anh em chắc chắn điều này. Ok, mình vừa sắm xong rất là nhiều cạc mà test cho anh em. Khởi đầu chúng ta làm cái nick có số may mắn đó chính là 84 và nạp cái cạc nào. Thật hên là chúng ta có đang có cái event mở dương vé quay kho báu anh em ơi. Tham gia thì chúng ta không bao giờ lo là không có lời đâu. Liên tục là các lượt quay với số điểm may mắn tăng dần. Rất là nhiều phần quà và rác thải anh em ơi. Vậy là chúng ta còn thiếu một chút. Nạp tiếp nào. Wow, mua 9 được 11. Liên tục là các pha chật lích luôn. 145 rồi, ra không? Không ra. Vậy là chỉ còn một lần duy nhất mà thôi. Trời đất ơi, tệ quá anh em ạ. Và đây chắc chắn là viên đá quý rồi. Nhưng mà rất tiếc là lần thí nghiệm đầu tiên của chúng ta lại là 151. Đó là một cái điều khá đáng buồn, nhưng yên tâm đi, hôm nay tôi test tận 7 nick cho anh em cơ. Thoải mái cho anh em để mà chứng thực ha. Một viên đá quý rất là quan trọng, đặc biệt là ở thời điểm hiện tại. Ok, chúng ta đó là một cái nick 86 may mắn. Vậy chúng ta chuyển sang một cái nick khác ha. Xong nick 2. Nick này có 114 may mắn. Đương nhiên là để mà tham gia được, chúng ta cần phải mua cái vé quay. Chúng ta mua cái dương kho báu thì nó tiết kiệm hơn rất nhiều anh em ạ. Anh em thấy là giảm từ 18, giảm xuống từ 25, chỉ còn 18. Đó chỉ là một viên đầu tiên thôi anh em ơi, chứ không phải là tất cả. Vừa mua ngay và mua được 39 viên. Quẩy nào. Có rất nhiều bạn hỏi là hiện tại những thứ nào có thể vào kho báu thì mình rất là nghi ngờ là Killian anh em ơi. Vì hắn ta còn đang gọi là hé lộ ở bên máy chủ thử nghiệm cơ. Vâng, 115 rồi. Chốt nào anh em ơi. Liệu có ra không đây? Ồ, rất là nhiều trang phục. Vâng, rất là quyết chí là không ra luôn. Sợ thật. Trời đất ơi. Hai cái ạc rồi anh em ạ. Hai cái ạc liên tục. Hai cái ạc liên tục và chúng ta phải đợi đến tận 151 mới có thể ra được. Xem ra đúng có thể nói tạm thời đó chính là anh em nào mà trên 100 mà không ra thì đúng là nguy cơ rất cao. Chúng ta test nick thứ 3 nào. Mua 10 được 17 anh em ạ. Trời đất. Bỏ ra mua 10 viên được 17. Và cái nick này có 100 điểm may mắn. Mua 10 được 15. Trời đậu. Sướng vậy, dương kho báu bây giờ tuyệt vời vậy anh em ơi. Mua 10 được 10. Nói chung là vừa được 10, được 15 hay là không bị thiệt hại là điều quá tuyệt vời rồi anh em ơi. Ui cha, coi nào. Rất là nhiều ngọc và nhiều thứ rác khác. 141 rồi. Thì có sang đây 42. 43. Wow, vẫn chưa ra anh em ạ. Mua thêm 2 cái nào. Mua 2 được 2 luôn. Ú, 49 ạ, 50. Tiếp tục liên tiếp là với ba nick đều ra con số mình khó có thể tin được. Đây là 151 anh em ạ. Trời đậu nhọn giấy mà. Ok, đó chính là một cái nick khác rồi đúng không nào. Viên đá quý mà đổi được rất là nhiều phần cái trang phục BS.
chúng ta chuyển sang nick thứ tư nào, để mình test trọn bộ cho anh em. Lại tiếp tục là một nick ở trong clan mình. Mình lựa chọn random trong clan này để mà test cho họ. Đôi lúc mình làm event, anh em thấy được rằng mình tiêu rất là nhiều quân huy thì anh em nghĩ rằng mình tiêu đi đâu. Thực ra thì mình đều dành tặng, dành cho nick ở trong clan mình. Ai mà chưa có hay chưa cần thì mình sẽ nạp vào đó và quay test cho anh em mà thôi. Đó là một cái quyền lợi riêng biệt mà anh em trong clan có. Vậy là còn 32 ha. Tiếp tục là các viên ngọc ruby và giáp. Đấy rồi, viên đặc quỷ chúng ta đây rồi anh em ơi. Ok, mất rất là nhiều công đó anh em ơi, mất rất là nhiều công thì cái nick này ít ra thì nó cũng nhanh chóng hơn một chút đúng không nào. Thứ nhất là do cái nick này có điểm may mắn là 120 mấy, thì bây giờ thì chúng ta còn thừa lại là 2 viên thì chỉ là tầm 49 là nó ra anh em ạ, tầm 49 là ra thôi. Và chúng ta có thể đổi được rất là nhiều cái trang phục bậc S khác. Chỉ có mỗi của thằng Ngộ Không là bậc S thôi anh em ạ, chắc là sắp ra rồi. Đó là thí nghiệm thứ tư rồi, chúng ta đến với thí nghiệm thứ năm rồi anh em ơi. Lại tiếp tục là một nick ở trong clan mình. Rất hên cho các bạn ở trong clan mình là khi mình làm event ấy là họ có thể được hưởng lợi rất là nhiều. Ok, tiếp tục nào. Còn anh em nào muốn vào clan mình thì đừng quên vào nhóm Nicoloba trải nghiệm game nhá. Ở trên nhóm Play thì mình mới tuyển chọn người để mà vào clan thôi. 142 rồi. Từ từ nhẹ nhàng nào các bạn ơi. Nhẹ nhàng từng tí một nào. Nâng niu nào. Đá quý đâu rồi? Đá quý 47 rồi, đá quý. Chơi đâu? Đá quý của tôi đâu rồi? Trời ơi. Bây giờ mới ra đá quý anh em ạ. Bây giờ mình hiểu cảm giác của anh em. Cảm giác của anh em mà trên gần 100 hoặc là 100 rồi mà chưa ra. Cảm giác nó cực kỳ thốn anh em ạ. Quá thốn luôn. Ok, chúng ta chuyển sang nick thứ 6 nào. Nick này thì thơm hơn khi mà có 124 điểm may mắn trước rồi. Let's go boy. Tiếp tục nào. Hy vọng là sau clip này sẽ giải mã giúp anh em về vấn đề, đó chính là khi các bạn đạt gần 100 hoặc là hơn 100 mà quay suốt mà chẳng nó ra là nó ra sao nhé. Lần này khác mọi lần. Mọi lần mình chỉ test rất là nhiều quân huy ở trên một nick mà thôi. Nhưng mà không, lần này khác. Lần này mình lại test trên nhiều nick. Trên nhiều nick để cho nó khách quan. Xem nào, 145 rồi. Chuẩn bị nào. 1, 2, 3, 4, 5. Trời ơi, lại 151 ạ. Con số 151 thực sự làm con số tôi chẳng muốn nhìn chút nào. Trời ơi, quá khó, quá gắt anh em ơi. Thật không thể tin được, thật không thể ngờ được. Đó là một cái nick khác anh em ơi. Tiếp tục là một anh em ở trong clan mình. Nick thứ 7 nào. Anh em đừng quên để lại một like và share video này cho các bạn khác biết nhé. Một cái video mà mình bỏ ra rất là nhiều tâm huyết và công sức cùng chi phí. Xem nào. Tiếp tục là mua dương có báo cho nó tiện lợi và an toàn nhé anh em ơi. Chắc hẳn là ở YouTube Việt Nam chưa ai từng làm cái cách thí nghiệm như mình ha. Tại vì họ có thí nghiệm kho báo ấy, thì chắc là chỉ là thí nghiệm trên một nick giống như mình đợt trước mà thôi. Lần này là mình thí nghiệm rất là nhiều nick luôn. Sướng nhất là mấy ông ở trong clan hên ở trong cái giai đoạn là có may mắn là 100 đến hơn 100 thôi. Mấy ông kia được mình quay cho free luôn. Anh em đừng quên vào Liên Quân Mobile trải nghiệm game nhá. Đó là một cái nhóm ở trên Facebook hơn 200.000 thành viên của mình. Nói chung là khá
khá là khó khăn để mà kiếm cái viên đá quý anh em ơi. Đặc biệt là khi anh em mà đạt mốc 100 tinh túy, ý nhầm may mắn trở lên mà lại chưa đá quý thì càng khó khăn hơn để chúng ta thứ nhất là tuyển chọn, thứ hai là kiếm cho mình được một viên đá quý ưng ý, càng khó hơn. Bây giờ chúng ta vừa tiêu xong hơn 4 triệu tiền cạc Elena rồi anh em ạ. Và mới test cho anh em, đừng quên để lại một like, share video và đăng ký kênh nhé. Một video cực kỳ bổ ích cho anh em. Để ủng hộ Ad, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên, các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều.